Hello mọi người, trước mắt mọi người đây đang là mẫu 3 mẫu giày cầu lông Lining cao cấp của năm 2019. 3 mẫu giày cực kỳ đẹp với rất nhiều công nghệ. Và hiện tại thì đang được khuyến mãi lên tới 40-50% đến shop không. Cùng xin phép giới thiệu mọi người đây mẫu giày đầu tiên. Mẫu giày này có mã là Lining AIZP001 màu đen. Đôi giày này có tên là Lining Sonic Bomb 2.0. Mẫu này được sản xuất vào năm 2019. Mọi người có thể nhìn qua về mẫu giày. Đôi giày sở hữu cổ giày cao. Nhìn chiều ngang như này. Và tiếp theo, đấy. Tiếp theo là mặt đế của đôi giày, nhìn rất là chắc chắn. Vậy thì mình sẽ đi chi tiết về đôi giày này một chút. Trước tiên chúng ta sẽ đi cùng với đến với mặt đế. Mặt đế được thiết kế các đường ranh ngang dọc cùng với các khối, các hình lục giác giúp cho đôi giày rất là bám nền. Mặt đế giày thì được làm theo kiểu trong suốt, nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Đây là công nghệ cao su, đế cao su chống mài mòn. Chống mài mòn rất tốt giúp cho đôi giày bền hơn. Tiếp theo nữa mọi người có thể thấy phần đen đen phía trong gót giày này chính là công nghệ đệm cushion. Với công nghệ đệm cushion này thì ông đang cầm trên tay tờ giấy thì không cần quay đâu. Thì ông sẽ đọc một chút cho mọi người. Cushion được đặt một cách chiến lược tại khu vực va chạm, tức là khu vực tiếp đất khi chúng ta bước thì chúng ta sẽ tiếp gót trước. Cushion bảo vệ bằng chân bằng cách cung cấp giảm sóc và hỗ trợ cho việc tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Đó là công nghệ cushion, một miếng đệm rất là mềm ở phần gót. Tiếp theo nữa đó là công nghệ ProBalock, đó là hai miếng nhựa ở hai bên như này, giúp cho đôi giày có sự ổn định khi tiếp đất, cũng như là nó sẽ tạo ra một cái gọi là phản lực và chống xoắn cho đôi giày, khiến đôi giày tiếp đất rất là ổn định và hấp thụ lực, có nghĩa nó sẽ phản lực lại. Mình đọc một chút về công nghệ ProBalock này rõ ràng hơn. ProBalock cung cấp bảo vệ chân cao cấp ổn định, hỗ trợ cho mỗi bước, giảm mệt mỏi để duy trì hiệu suất thể thao cao. Vâng, đó là tác dụng của công nghệ ProBalock. Tiếp theo chúng ta đến với một công nghệ nữa của đôi giày, đó là công nghệ Stoop Tip. Công nghệ Stoop Tip chính là công nghệ một miếng da được gia công thêm ở các phần cạnh và má của đôi giày, giúp cho những cái vị trí này nó có độ bền cao hơn. Stoop Tip thì mình sẽ đọc cho mọi người về công nghệ. Stoop Tip thì chất lượng cao của toàn bộ phần trên của giày, kéo dài tuổi thọ của đôi giày. Ngoài tác dụng về độ bền da thì với miếng da gia cố thêm này, mọi người có thể nhìn thấy nó nhìn như một lớp giấy giáp vậy. Vâng, chất liệu này chính là giúp chúng ta tránh bị mòn cạnh má này khi mà chúng ta di chuyển và bị dê giày ở phần má trong này. Giả sử như mọi người mà đánh thuận tay phải thì chân trái sẽ luôn bị mài những cái điểm ở đây và cả trên này nữa. Và chất liệu này thì giúp chống mài mòn má. Đây là một thiết kế phải không phải đánh giá cực kỳ cao và rất hiếm khi có đôi giày này áp dụng. Ngoài ra thì đôi giày này sử dụng chất liệu giảm chấn, chất liệu Lining Cloud là một trong những chất liệu đàn hồi cực kỳ cao và rất êm của Lining. Tôi sẽ đọc cho mọi người một chút về chất liệu Lining Cloud. Lining Cloud công nghệ đệm hoàn toàn mới. Đế giữa được chế tạo bằng vật liệu polymer mật độ cao, cung cấp cấp đệm đáp ứng và biến năng lượng tác động thành sức mạnh phục hồi. Nó tạo ra một hệ thống chu trình hiệu quả và cũng cung cấp mềm và nhẹ. Về khối lượng của đôi giày này, theo Hùng nó cầm trên tay thì Hùng cảm thấy là khối lượng của nó ở mức trung bình, cũng không phải là nhẹ đâu ạ. Khi mọi người nhìn cái đế hầm hố và giày như này thì dĩ nhiên nó phải nặng hơn. Ngoài ra thì nó còn có thêm một công nghệ nữa là công nghệ carbon fiber. Công nghệ carbon fiber. Ở đây thì Hùng có thể đọc cho mọi người. Công nghệ carbon fiber được định vị trong một bộ phận duy nhất, một tấm carbon có thêm lò xo khi cất cánh với sức mạnh và sự hỗ trợ khi hạ cánh. Cất cánh có nghĩa là khi chúng ta bật lên và hạ cánh là khi chúng ta tiếp đất nha, có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ chúng ta sẽ bật được cao hơn và nhẹ nhàng hơn. Cùng đó khi tiếp đất thì chúng ta sẽ được một sự giảm chấn. Đó. Và chúng ta nhìn phần da trên của đôi giày. Da trên được thiết kế da rất là mềm nha mọi người nhìn qua hình ảnh thì có thể thấy nó cứng nhưng nó rất mềm và thiết kế các lỗ thông thoáng khí ở đây. Đôi giày được thiết kế cổ cao. Đây chính là một phần của công nghệ chống lật của đôi giày. Ngoài ra thì đế giày còn được làm bè ra cạnh phía bên này. Đây cũng chính là phần công nghệ chống lật. Với đôi giày này đi thì chúng ta rất an toàn về chân, chống lật cực kỳ hiệu quả. Với đôi giày này thì bên Hùng vẫn đang có size 40, 41, 42 và cả 43 nữa. Tuy nhiên thì số lượng mỗi size còn rất là ít thôi. Mỗi size thì chỉ còn khoảng 3-4 đôi. Đây là hàng chính hãng 100% sản xuất 2019, hàng nội địa Trung Quốc mà Hùng xách tay. Thực sự là Hùng cảm thấy rất bất ngờ về mức giá của đôi giày này và Hùng bán cho mọi người Hùng cũng thấy rẻ, Hùng nói thực sự là như thế. Đôi giày này, giá gốc của nó lên đến 799 tệ. Nó rơi vào khoảng 2,7 triệu tiền Việt Nam. Đây là một mẫu giày cao cấp và đang được khuyến mãi bên Hùng chỉ còn 1,4 triệu, chưa bao gồm phí ship. Phí ship thì thêm 40.000 nữa nha mọi người, 1,440,000. Chưa từng có giá thấp như thế cho một đôi giày ngon và chất lượng như này. Không kể là đôi giày này cũng khá là hiếm. Cùng sách tay mới có nha. Tiếp theo nữa cũng là đôi Sonic Bomb 2.0. Nhưng đôi này thì cũng là đôi đấy thôi, nhưng mà màu sắc của nó khác.
Sẽ tất cả các công nghệ thứ giống hệt, chất liệu giống hệt, chỉ là màu sắc có khác thôi. Mọi người có thể nhìn thấy màu trắng bạc rất là đẹp. Màu này thì hiếm hơn, và có vẻ màu này thường được nhiều người thích hơn. Hùng nghĩ là như thế, tại vì Hùng chỉ kiếm được size 41, 42 thôi, và mỗi size cũng chỉ có 2-3 đôi thôi. Đây, mặt này, đằng gót nhìn cũng rất là chất. Đây, má trong. Cái phần cái này là chỉ là chỉ thường nó thôi nha mọi người, cắt đi là được. Đó, vẫn là công nghệ giấy giáp đấy, nhưng mà khi nó làm màu bạc thì chúng ta không nhìn nó được, không phải nó nhìn như một miếng giấy giáp. Công nghệ da này nhưng nó cũng rất là mềm, không phải là giấy giáp như Hùng miêu tả thế thôi. Mặt đế màu đỏ. Đó, cũng là 1.4 triệu đây này, bên Hùng có size 41 và size 42. Khuyến mãi 2.7 triệu, chỉ còn 1.400.000, thêm 40.000 tiền ship nữa. Tiếp theo nữa là đôi giày rất là đẹp, màu sắc rất là nổi bật và trẻ trung, cũng thiết kế cổ cao. Chúng ta đi đến phần mặt đế của đôi giày. Đôi giày cũng được sử dụng công nghệ đế cao su chống mài mòn, công nghệ non-minking. Nó rất bền và chống mài mòn rất tốt. Và đôi giày này có một công nghệ vô cùng đặc biệt. Đó là công nghệ ở đây thì nó có chữ trong suốt nên có thể là mọi người không có thể nhìn thấy. Thì Hùng sẽ đọc cho mọi người về công nghệ này. Công nghệ này rất hiếm khi Hùng thấy. Đôi ZP005, đây rồi. Đây là công nghệ đế Flexi Wicker, đế ngoài siêu linh hoạt, ôm sát bàn chân, thiết kế rãnh cấu trúc xương để uốn theo nhịp tự nhiên, siêu mềm mại, mang lại trải nghiệm đàn hồi và nhẹ. Đó chính là công nghệ của mặt đế thiết kế kiểu xương như này. Nhìn rất là chất, nhìn đế rất là chất. Tiếp theo nữa đó là công nghệ carbon fiber. Đây là miếng nhựa carbon và cả một miếng nhựa ở giữa nữa. Đây chính là công nghệ carbon fiber. Thì lúc nãy Hùng cũng đã đọc cho mọi người về công nghệ này rồi. Carbon fiber được định vị trong bộ phận duy nhất một tấm sợi carbon có thêm lò xo khi cất cánh và sức mạnh, sự hỗ trợ khi hạ cánh, giúp chúng ta bật tốt hơn và tiếp đất thì nhẹ nhàng hơn. Đó. Về chất liệu của đôi giày này sử dụng chất liệu vải dệt rất là ngon. Chất liệu vải dệt, đây màu đỏ, đây màu tím than, kết hợp rất đẹp. Màu dây dây của nó thì màu đỏ khá nổi bật và trẻ trung. Chính vì cái màu sắc dây này nên là nhiều khi các anh, các chú nhiều nhiều tuổi một chút thì nhìn nó hơi nổi bật, nên là rất là thích đôi giày này phần dưới và nhưng lại không thích cái màu dây. Đó, đó cũng là một phần, cũng tùy theo mọi người phong cách thôi. Dù sao giày cầu lông nó cũng nên trẻ trung và màu sắc một chút. Đôi giày có công nghệ chống lật, mọi người có thể nhìn thấy cái gờ chống lật ở đây, và đôi giày được làm đế khá là bền, gờ chống lật ạ. Đôi giày này chân bè Hùng nghĩ là đều đi được ok. Đôi giày này nó làm chống lật nên nó sẽ làm đế hơi bè, nên là chân mọi người chân kiểu chân bè cũng vẫn có thể đi được. Đó. Thế bây giờ chúng ta nghiên cứu một chút về công nghệ của đôi giày này. Công nghệ này sử dụng công nghệ bao cộng. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây là công nghệ bao cộng. Không biết là nó hơi mờ, mọi người có thể nhìn thấy hay không. Công nghệ bao cộng cung cấp hiệu suất phục hồi dọc tối đa, giúp giảm tổn thất năng lượng một cách hiệu quả trong quá trình tập luyện và thi đấu chuyên sâu. Đôi giày này cũng sử dụng chất liệu giảm chấn Lining Cloud. Vâng, công nghệ Lining Cloud. Lining Cloud, công nghệ đệm đàn hồi hoàn toàn mới. Đế giữa được chế tạo bằng vật liệu polymer mật độ cao, cung cấp đệm đáp ứng và biến năng lượng tác động thành sức mạnh phục hồi. Nó tạo ra một hệ thống chu trình hiệu quả và cung cấp mềm và nhẹ. Đó. Và ngoài ra thì nó cũng được ép lên lớp vải dệt, lớp da. Dùng công nghệ ép nhiệt, lớp vải dệt lên lớp da. Đây chính là công nghệ tốt tip gia công phần trên của đôi, gia cố phần trên của đôi giày, giúp đôi giày rất là bền. Ví dụ như mọi người khi mà mọi người chạy, mọi người hay bị phanh gấp, những cái điểm này nó sẽ chịu lực rất là nhiều. Và khi có công nghệ này nó được gia cố rất là chắc chắn thì mọi người hoàn toàn yên tâm là giày sẽ không kiểu bị bục và bị rách như một số những đôi giày của một số thương hiệu khác. Có những trường hợp thì nó rất hay bị bục. Đó, vì người ta làm chất liệu nó mỏng mà. Tiếp theo xem nào, công nghệ bao cộng rồi, Lining Cloud rồi, Flexi Wicker rồi, tốt tiếp Hùng cũng giới thiệu rồi. Miếng nhựa carbon plate thì Hùng cũng đã giới thiệu rồi. Đó. Đôi giày này rất đẹp, Hùng thực sự Hùng nhìn Hùng cũng rất mê mọi người ạ. Mình thì mình có giày rồi nhưng mà nhìn thì lại muốn lấy đi. Nhưng mà lấy đi thì nó lại gọi là hoang phí quá mọi người, rất là đẹp. Đây, nhìn thẳng. Nói thật là đôi giày này Hùng đã theo dõi nó từ khi nó ra mắt rồi, nhưng giá quá cao không mua được. Nhưng may quá, cũng gọi là không may có dịch Covid-19 nên là anh em mới được mua những cái đôi giày nó chất như này, giá rất là rẻ. Đôi này giá gốc của nó là 899 tệ, nó lên đến 3 triệu, hơn 3 triệu đồng. Bên Hùng đang khuyến mãi chỉ còn 1.450.000 ạ, có nghĩa là giảm giá hơn 50% đấy. Hàng nội địa Trung Quốc. Đây mọi người có thể nhìn thấy, giá gốc lên đến 899 tệ. Đây là những mẫu giày rất cao cấp, 899 tệ, tương đương với khoảng 3 triệu hơn một chút. Mã giày là Li-Ning IZP005, hàng nội địa Trung Quốc, xách tay chính hãng 100%. Sản xuất năm 2019 mọi người. Vậy là vừa rồi thì Hùng đã giới thiệu đến mọi người ba mẫu giày rất là ngon. Nào, với đôi giày này hôm trước Hùng có size 40, 41, 42. Nhưng size 40 thì đã bán hết mất rồi. Size 41, 42 thì mỗi size còn khoảng 45 đôi thôi. Nếu mà mọi người
đã ưng rồi thì Hùng khuyên mọi người thực sự là hãy mua đi. Những mẫu giày này đều những mẫu giày rất ngon và được giảm giá, thực sự là giá không tưởng. Trước kia Hùng mong muốn nhập được mức giá như Hùng bán cũng giống như là giá giống như là khó như lên trời vậy. Nhưng mà bây giờ gọi là hệ quả Covid-19, bên Trung Quốc người ta bán khuyến mãi rất là rẻ. Cái đợt Hùng đặt, thực ra Hùng đặt cách đây phải đâu đó rơi vào khoảng 2 tháng rồi mà nó mới về hàng được. Còn bây giờ muốn nhập thêm cũng chịu, bởi vì bây giờ dịch biên giới hàng rất khó thông, thực sự là rất là rủi ro, trong khi Trung Quốc thì đang bão lụt. Nói chung là cũng không dám mạo hiểm khi mà hàng mà nó không về được thì rất là nhiều rủi ro. Đấy, thế nên là chỉ còn số lượng rất ít thôi. Và có lẽ đây cũng là cơ hội duy nhất và cơ hội cực kỳ hiếm có để mọi người sở hữu được những mẫu giày rất là ngon, rất là chất lượng. Và Hùng đảm bảo rằng khi mà mọi người nhận được đôi giày, mọi người cũng sẽ thấy ưng rồi. Chỉ cần cầm đôi giày đã thấy ưng rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.